Đối với những người đã sử dụng hay yêu thích đồng hồ thì khái niệm đồng hồ cơ có lẽ không quá xa lạ, nhưng bạn đã hiểu hết về nó. Hãy cùng tìm hiểu khái niệm tưởng chừng như cơ bản này trong video ngày hôm nay. Đồng hồ cơ khí hay còn gọi là đồng hồ cơ là loại đồng hồ sử dụng năng lượng cơ học để đo đếm thời gian. Năng lượng cơ học bên trong đồng hồ được tạo ra từ tổ hợp của rất nhiều thành phần khác nhau, từ dây cót, bánh răng chuyển động, bánh lắc, dây tóc. Tất cả hoạt động đều dựa trên nền tảng cơ học và không có liên quan tới bất cứ linh kiện điện tử nào. Trước khi có đồng hồ đeo tay, người ta thường biết tới những mẫu đồng hồ quả lắc, đồng hồ bỏ túi. Chúng cũng hoạt động dựa trên nguyên lý cơ học với cái tên là Mechanical Watch, Mechanical Clock. Nếu như chỉ nói đến đồng hồ cơ thì sẽ bao hàm tất cả những kiểu đồng hồ nêu trên. Nhưng video này sẽ tập trung chủ yếu phân loại đồng hồ cơ trong những mẫu đồng hồ đeo tay. Những mẫu đồng hồ cơ đeo tay phân loại chủ yếu dựa trên cơ chế lên dây cót, bao gồm đồng hồ cơ lên dây cót bằng tay, được biết tới qua thuật ngữ hand winding hay hand wool; đồng hồ cơ lên dây cót tự động hay còn gọi là automatic hoặc self winding; và cuối cùng là loại đồng hồ kết hợp cả hai cơ chế lên cót. Đồng hồ cơ lên cót tay hoạt động thông qua một cơ cấu lên dây cót cho bộ chuyển động như một cách để cung cấp năng lượng hoạt động cho đồng hồ. Thông thường những mẫu đồng hồ lên cót tay cần được vặn đúng khoảng 15 đến 20 vòng mỗi ngày. Đối với đồng hồ tự động, cơ chế lên cót được thực hiện qua một bánh đà. Với loại đồng hồ này, bạn không cần vặn núm để lên dây cót, nhưng cần phải sử dụng đồng hồ khoảng hơn 8 tiếng một ngày để có thể nạp đầy cót cho chúng. Và tất nhiên, loại thứ ba sẽ được kết hợp cả hai cơ chế lên cót đó. Mặc dù có những ưu nhược điểm khác nhau, nhưng mỗi loại đồng hồ cơ đều mang tới những trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng. Ngày nay, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng, những mẫu đồng hồ cơ học đã được bổ sung thêm nhiều tính năng như lịch, điểm chuông, lịch tuần trăng Moon Phase, chỉ báo năng lượng. Một số đặc điểm tính năng cơ bản giúp bạn có thể nhận diện được chính xác những mẫu đồng hồ cơ đó là kim dây trôi chứ không nhảy từng nhịp theo giây như đồng hồ quartz. Thời gian chiếc cót phổ biến là 36 đến 40 giờ. Những mẫu cao cấp hơn có thể lên tới 80 giờ, 7 ngày hoặc còn cao hơn thế nữa. Nói về độ chính xác, đồng hồ cơ khó có thể so sánh với đồng hồ quartz hay đồng hồ thông minh. Thêm vào đó, việc sử dụng một chiếc đồng hồ cơ đồng nghĩa với việc bạn cần phải dành nhiều thời gian, công sức cũng như thực sự am hiểu chúng để có thể vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên, với những người có tình yêu dành cho những món đồ cơ khí thì công đoạn này thực sự cũng không có gì khó khăn. Hơn thế nữa, với những người yêu đồng hồ, những cỗ máy thời gian không chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức để xem giờ mà nó còn là người bạn tri kỷ, song hành cùng thời gian. Thông thường, giá thành của một mẫu đồng hồ cơ cũng cao hơn nhiều so với đồng hồ quartz có cùng tính năng, nhưng cũng không quá khó để hiểu cho độ chênh lệch này. Bởi một cỗ máy cơ khí với kết cấu phức tạp, nhiều linh kiện được lắp ráp qua vô vàn những công đoạn khác nhau đều yêu cầu sự tỉ mỉ và chính xác tới từ kỹ năng của những người thợ đồng hồ đã khiến cho chi phí chế tạo ra chúng cao hơn rất nhiều. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Đừng quên subscribe kênh YouTube và fanpage của Đồng Hồ Duy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại!